Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jungle Resort and Casino. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. Gìn giữ cặp mắt tốt cho một tương lai sáng lạng với bác sĩ Vương Linh Chi 714-530-2006. HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Chương trình này được đem tới bởi McDonald's. Chọn 204 món được ưa chuộng thật dễ dàng với McPick 2 for $5 của McDonald's. Như 10 miếng chicken McNuggets không có chất bảo quản và bánh Filet-O-Fish với chỉ 5 đồng. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Hello Sài Gòn TV. Sau đây là những tin đáng chú ý trong phần tin Việt Nam. Việt Nam y án đối với blogger Anh Ba Sàm. Bí thư Sài Gòn mời tân Tổng lãnh sự Hoa Kỳ thăm các cơ sở tôn giáo. Và Tổng thống Philippines Duterte sắp sang thăm Việt Nam. Và sau đây là phần tin chi tiết, kính mời quý vị cùng theo dõi. Sáng ngày 22 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong một cuộc họp đã nêu vấn đề nên thành lập một số luật lệ để quản lý việc quá nhiều hiệp hội được thành lập trong thời gian qua. Theo bà Ngân cho biết, đa số các hội được thành lập bởi một số quan chức chính quyền sau khi về hưu. Và khi lập ra hội rồi thì các ông này bắt đầu nộp đơn xin chính phủ cung cấp ngân sách, cung cấp xe cộ và cả nhà cửa, mang danh nghĩa là phục vụ cho hội. Bà Ngân còn tiết lộ rằng xin chính phủ đã đành, các hội này quay sang đi xin tài trợ từ các doanh nghiệp tư nhân, khiến rất nhiều chủ doanh nghiệp gặp bà là than vãn, vì không tài trợ thì không được, mà tài trợ một lần sẽ có những lần tiếp theo. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng nên đưa ra quy định quan chức nào về hưu rồi thì 5 năm sau mới có quyền đứng ra thành lập hội đoàn. Thứ trưởng Bộ Nội vụ là ông Trần Anh Tuấn bổ sung thêm, cần cấm luôn các nhân viên vẫn đang làm việc cho chính phủ được phép ra thành lập hội đoàn để tránh tình trạng người đó vừa đá bóng mà vừa kim luôn làm trọng tài. Nguồn tin từ trong nước cho biết hiện nay đang có tình trạng gạo Việt Nam trồng từ đồng bằng sông Cửu Long nhưng phải gắn bao bì là gọi ngoại nhập thì mới bán được giá. Phóng viên của Sài Gòn đã đi dạo quanh các chợ và nhận thấy đa số gạo gắn những cái mãng hiệu từ Made in Japan, Nhật Bản, Thailand hoặc Đài Loan đều được trưng bày ngay phía trước, dễ lựa chọn. Còn gạo Việt thì bị xếp ở phía sau. Quan trọng là giá của các loại gạo ngoại đều mắc hơn gạo ở trong nước. Chủ một đại lý gạo tiết lộ, tất cả đều là gạo trong nước như nhau thôi. Thế nhưng tâm lý chung của người tiêu dùng Việt Nam thì cho rằng hàng ngoại thì tốt hơn và sẵn sàng bỏ tiền ra để mua. Ngoài ra nếu nơi nào thông minh hơn, chỉ cần in lên bao bì gạo của Nhật an toàn và sạch, bảo đảm bán đắt cách mấy cũng có người mua. Để chứng minh, ông chủ vựa chỉ cho phóng viên xem sự khác biệt. Gạo của An Giang, Đồng Tháp giá 15.000 một ký, trong khi đó cũng như thế mà gắn nhãn hiệu là Thái Lan thì có giá đến 38.000. Trong khi đó, gạo của Nam Hàn kèm theo hàng chữ an toàn vệ sinh có giá không dưới 100.000 một kilo vẫn có người mua. Miễn là nhập ở những cái nước khác ngoài Trung Quốc với Việt Nam là 4 đô la một ký mà có người mua thưa quý vị. Mới đây, Bộ Giáo dục tại Việt Nam vừa đưa ra luật lệ bắt buộc học sinh phải học tiếng Nga và tiếng Hoa cho các em từ lớp 6 đến lớp 12. Quyết định này đang vấp phải sự chỉ trích và phản đối từ rất nhiều phụ huynh khắp mọi nơi. Người đại diện của Bộ Giáo dục giải thích trước phóng viên rằng, từ năm 2006, chính phủ đã có kế hoạch buộc học sinh bậc phổ thông phải học ngoại ngữ. Trong đó, tiếng Nga và tiếng Hoa đã được chọn và được đưa vào giảng dạy tại một số trường trong kế hoạch 7 năm. Này sẽ tiếp tục được áp dụng cho kế hoạch giáo dục 10 năm sắp đến. Khi phóng viên hỏi rằng, tiếng Nga từ lâu đã không còn được ưa chuộng vì sao nay lại được chọn, thì nhận được câu trả lời chung chung rằng nay tiếng Nga là một môn ngoại ngữ bắt buộc thì sẽ không có việc các em học sinh có thích hay không, và còn tùy các trường dạy như thế nào khiến các em thích học. Hiện có rất nhiều phụ huynh than phiền và tuyên bố thà cho con ở nhà chứ nhất định không cho con em học tiếng Trung Quốc.
đây là một điều mâu thuẫn. Đây không phải là một cái chính sách mà giáo dục tốt, mà có chính sách ngu dân, buộc người dân phải học những thứ không phổ thông và không cần thiết. Để làm gì thưa quý vị? Phục vụ cho Nga và Trung Quốc. Thời gian gần đây, Bộ Y tế Sài Gòn vừa khuyến cáo người dân việc giới trẻ hiện nay đang đổ xô sử dụng một loại ma túy có tên gọi là tem giấy. Ma túy tem giấy có hình dáng y như một con tem với nhiều hình ảnh khác nhau. Người dùng sẽ le lưỡi liếm như dán tem, cho nên còn gọi là bùa lưỡi. Tem giấy đang hoành hành tại các trường học ở Sài Gòn, không ai có thể kiểm soát được. Ma túy này từng bán theo từng sấp 20 con, mỗi con giá là 20.000 đồng, 80 sen, 90 sen. Mỗi con tem giấy được gắn chất gây ảo giác LSD, một chất được chiết xuất từ nấm cựa gà. Đây là chất gây ảo giác rất mạnh và dễ dàng gây nghiện nếu người dùng thường xuyên sử dụng. Trường hợp mới nhất là có một bé trai 13 tuổi không biết đã liếm lên tem giấy và đã bị chứng hoang tưởng rối loạn thần kinh. Người bị nóng sốt mà em giấu bố mẹ. Và mỗi một ngày quý vị có thể tưởng tượng, những bé trai này liếm từ 5 đến 8 miếng tem giấy. Wow. Và các em lấy tiền ăn trưa hoặc là ăn cắp tiền nhà để mua mà liếm. Wow, thật là nguy hiểm. Cách đây 2 ngày, giới chức có thẩm quyền đã về xã Thành Lộc thuộc Thanh Hóa để kiểm tra các cơ sở kinh doanh và giết mổ chó. Tại đây, các nhân viên ghi nhận nơi nuôi nhốt chó rất dơ bẩn. Nhiều xô chậu đựng đầy cơm vương vãi dưới mặt đất. Hỏi ra mới biết những nơi này dùng cơm và cháo bơm vào bụng tất cả các con chó nhằm tăng trọng lượng trước khi đem chúng đi bán để kiếm thêm lợi nhuận. Hiện vẫn chưa biết số thực phẩm dùng bơm vào bụng các con chó, không biết là có dơ bẩn hay không và sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người ăn thịt chó. Được biết, xã Thành Lộc là nơi thu mua chó lớn nhất tại khu vực miền Bắc. Nơi đây mỗi ngày cung cấp cả chục nghìn con chó cho các tỉnh lân cận. Tội nghiệp quá. Ở bên Mỹ mình, người ta nói chó là best friend chó là thì best friend rồi, của người. Mà bây giờ cái là tôi lo nhất đó, trong rồi chó mà có rồi thì ai biết được. Dạ. Nhà cầm quyền ở Sài Gòn đưa ra một bản báo cáo liên quan đến hơn 100.000 đơn khiếu nại của người dân trong khoảng thời gian từ tháng 7 2014 đến tháng 6 2016. Bản báo cáo cho biết đa số người dân khiếu nại hoặc tố cáo các vấn đề liên quan đến đất đai và bồi thường không đúng. Nhìn chung thì trong những năm gần đây, thái độ của người dân đối với chính quyền tỏ ra hung hãn hơn, họ không còn sợ như trước nữa. Và đặc biệt, họ có khuynh hướng tụ tập thành nhóm đông rồi kéo đến các cơ quan chính quyền để phản đối hoặc yêu cầu phải trả lời cho họ biết đơn kiện của họ đến đâu. Theo kết quả của báo cáo, nhà cầm quyền ở Sài Gòn sau khi kiểm tra, có đến 78% đơn khiếu nại là không đúng sự thật, 15% vừa đúng vừa sai. Chỉ có 7% là tố cáo chính quyền đúng mà thôi. Kính thưa quý vị, vào sáng sớm hôm nay, rất đông người dân và những người hoạt động dân chủ đã có mặt xung quanh khu vực tòa án Hà Nội để theo dõi phiên xử blogger anh Ba Sam. Hơn 1.000 công an ninh mặc sắc phục, thường phục, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động phong tỏa các lối vào khu vực tòa án. Không một ai có thể vào trong tham dự phiên tòa, trừ 4 người trong gia đình. Theo ghi nhận của một số nhà hoạt động có mặt phía ngoài tòa án, những người hoạt động dân chủ khi đi qua khu vực tòa án nếu dừng xe lại theo dõi, quan sát xung quanh phiên tòa đều bị bắt giữ. Không một ai có thể tiếp cận được khu vực tòa án. Được biết có 5 người bị bắt giữ và đưa về đồn. Được biết phiên tòa xét xử phúc thẩm sáng nay có tất cả 6 luật sư tham gia bào chữa. Cáo trạng cho rằng các bài viết đăng tải trên trang Anh Ba Sam có nội dung xuyên tạc, thể hiện quan điểm một chiều chống lại đảng Cộng sản, gây ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân đối với lãnh đạo Việt Nam. Trước đó, các tổ chức nhân quyền quốc tế và nhiều chính phủ phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, đã chỉ trích Việt Nam tống giam các nhà bất đồng. Tuy nhiên, Việt Nam bác bỏ cáo buộc này, nhấn mạnh rằng Hà Nội chỉ bỏ tù những ai vi phạm pháp luật. Trong buổi lễ chào đón tân tổng lãnh sự tại Sài Gòn, bà Etta Tanoka, bí thư Sài Gòn ông Đinh La Thăng có ý mời bà Mary Etta Tanoka đi thăm các cơ sở tôn giáo. Mục tiêu của chuyến thăm viếng các cơ sở tôn giáo được nói là để chứng kiến việc người dân Việt Nam có các quyền bình đẳng và tự do tôn giáo.
Trả lời câu hỏi của Tòa lãnh sự Mỹ về chuyện chùa Liên Trì thì ông Đinh La Thăng nói rằng các cơ sở tôn giáo phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Ngôi chùa Liên Trì cùng những người dân sống chung quanh sẽ được cấp chỗ ở mới tốt hơn hoặc là bằng với chỗ cũ. Ông Thăng nói thêm là giữa Tòa Tổng lãnh sự còn có nhiều chuyện quan trọng hơn để làm. Đừng để chuyện giải tỏa chùa Liên Trì gây phương hại đến quan hệ hai bên. Trong khi đó thì lại mời bà đi thăm một vòng. Theo kết luận được đưa ra sau quá trình điều tra, Bộ Y tế Việt Nam đã ra quyết định khiển trách ông Nguyễn Đức Phát, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa, huyện Phú Quốc, vì hành vi đã tự ý gỡ bỏ phần băng ca của chiếc xe cứu thương, rồi lắp thêm ghế, biến chiếc xe cứu thương thành một chiếc xe 7 chỗ ngồi để cho riêng ông sử dụng đi làm. Ngoài ra, ông Giám đốc Bệnh viện còn bị cáo buộc khai chi phí đổ xăng cho chiếc xe này tới hơn 1.000 lít xăng từ năm 2013 đến tháng 6 năm 2015. Cùng thời gian này, ông Phát bị cho là có nhiều sai phạm trong việc mua sắm các vật liệu cho bệnh viện có trị giá hơn 200.000 đô la. Ông cũng bị tố giác là không sử dụng những gì đang có sẵn để phục vụ công việc, mà sử dụng ngân sách nhà nước để mua sắm các loại máy tính có giá trị gần 20.000 đô la. Mặc dù có những sai phạm kể trên, nhưng ông Phát chỉ bị kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt đảng và chính quyền, nhưng vẫn được bổ nhiệm lại chức danh giám đốc bệnh viện. Bởi vì cấp trên của ông cũng ăn luôn mà, làm sao mà bỏ ông được. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuần tới sẽ đến công du Việt Nam. Theo các nguồn tin thân cận, một trong những chủ đề để bàn thảo trong chuyến đi này là vấn đề Biển Đông. Dù trước đó ông Duterte tuyên bố ông không có ý định nêu vấn đề tranh chấp giữa Manila với Bắc Kinh ở Biển Đông trong các cuộc thảo luận với những quốc gia ASEAN khác. Được biết sau Việt Nam thì ông Duterte sẽ đi công du Nhật vào đầu tháng 10 này. Trong lần công du này đến Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ đứng ra tiếp đón ông. Trong đó, Văn phòng Chính phủ cho biết là họ khuyến khích doanh nghiệp Philippines tăng cường đầu tư cho Việt Nam. Tổng thống Duterte khẳng định Philippines hoan nghênh và sẽ bảo vệ các quyền lợi của giới đầu tư và công dân Việt sang làm ăn sinh sống ở Philippines. Theo tin trong nước, gần 300 hộ dân tại ấp Bình Thạnh, tỉnh An Giang cho biết, vùng này hệ thống đường nước sạch từ lâu nhưng nước chỉ có chập chờn vào giữa khuya, nên người dân muốn có nước sạch để dùng phải vất vả thức khuya để hứng. Chịu không nổi, họ túng quẫn phải dùng tạm nước sông nếu muốn có nước sinh hoạt. Nhiều người có điều kiện thì mua máy bơm hút hết nước sạch vào trong nhà vào giữa đêm để tích trữ. Còn những người nghèo thì phải tạm dùng nước sông và tình trạng nước bị ô nhiễm. Người đứng đầu nhà máy nước tại An Giang xác nhận việc thiếu nước là đúng sự thật. Tuy nhiên, ông này phân bua rằng vì đoạn đó nằm ở cuối mà đường ống nước truyền dẫn lại nhỏ nên xảy ra thiếu nước, thậm chí là chập chờn không có nước. Ông giải bày thêm đường ống kéo nước ban đầu nhỏ chỉ phục vụ được 1.500 hộ, nhưng hiện nay toàn khu vực này lên tới 5.000 hộ mà đường truyền dẫn dài quá nên dẫn đến tình trạng trên. Tuy nhiên, khi hỏi tại sao không chuyển giao cho trạm cấp nước của sở nước bên trên, thì ông này cho rằng việc chuyển giao sẽ làm mất khách hàng. Nhìn thấy nguồn nước mà quá tội nghiệp cho người dân nghèo trong nước. Xác vịt, xác chết nó đầy hết, rồi rác thì nằm một bên. Mưa lớn xuống nó đưa bao nhiêu vi trùng, chất dơ, hóa học xuống hết dòng sông. Người ta phải hứng nước để tiêu thụ bởi vì không có nước sạch. Đấy quý vị thấy, nuôi cả vịt rồi các em hứng nước xong mang về nhà xài toàn là cặn bã. Phải lóng phèn đúng không anh em nhớ? Hồi xưa ở Việt Nam khi mà nước mà dơ như vậy bắt buộc phải lóng rồi, nhưng mà lóng xong ở đó bao nhiêu cái vi khuẩn, vi trùng, dạ vâng. Đồ hóa học ô nhiễm. Và đó là tin tức Việt Nam. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo gửi đến quý vị tin tổng hợp thế giới.